mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Bóng Đá 24 giờ, nơi cập nhật những tin tức mới nhất về môn thể thao vua. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới để nhận được những thông tin về các bảng xếp hạng cũng như theo dõi trực tiếp các trận đấu nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả cùng đến với những thông tin chi tiết. Chung kết liên khu vực AFC Cup, Hà Nội vào 25 tháng 4, phung phí nhiều cơ hội, chủ nhà gặp bất lợi lớn. Trên sân nhà Hàng Đẫy, câu lạc bộ Hà Nội tiếp đón 25 tháng 4 trong trận chung kết liên khu vực lượt đi AFC Cup 2019. Ra sân với đầy đủ binh hùng tướng mạnh, câu lạc bộ Hà Nội dễ dàng kiểm soát thế trận và dồn ép đội khách. Sự nhịp nhàng của các ngôi sao trên hàng công như Quang Hải, Văn Quyết và Omar đã tạo ra một sức ép liên tục về phía khung thành của 25 tháng 4. Thế nhưng đội khách 25 tháng 4 mới là những người có được bàn thắng trước. Phút 20, từ đường căng ngang bên phía cánh trái của Son Fieung-in, hàng phòng ngự của Hà Nội đã để lỏng cầu thủ Rin Chol-min, tạo điều kiện cho tiền đạo của 25 tháng 4 ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Bất ngờ để thủng lưới, câu lạc bộ Hà Nội càng có lý do để đẩy cao đội hình và lợi thế của 25 tháng 4 chỉ kéo dài vỏn vẹn được 1 phút. Phút 21, sau tình huống căng ngang đầy nỗ lực của KB, đội trưởng Văn Quyết đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để dứt điểm cận thành cân bằng tỷ số trận đấu. Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, Hà Nội càng gia tăng sức ép về phía khung thành của đối thủ và cũng chỉ 7 phút sau, họ đã có được bàn thắng thứ hai. Từ tình huống phối hợp trung lộ nhuần nhuyễn, ngoại biên KB đã có pha di chuyển thông minh phá bẫy Việt Vị trước khi dứt điểm chính xác đánh bại thủ thành An Song-in. Những phút còn lại của hiệp 1, Hà Nội còn có thêm những pha dứt điểm nguy hiểm của Omar và Quang Hải nhưng đã không thể có thêm bàn thắng. Kết thúc 45 phút đầu tiên, đội chủ nhà dẫn trước với tỷ số 2-1. Sau giờ nghỉ, thế trận cũng không có nhiều thay đổi. Sức ép vẫn được các cầu thủ Hà Nội tạo ra, còn đội khách 25 tháng 4 không thể làm gì khác ngoài việc cọ cụm phòng ngự. Rất nhiều cơ hội đã trôi qua trước mũi giày của các chân sút Hà Nội. Thực tế họ cũng đã có một lần làm tung lưới đối thủ sau cú dứt điểm của Park Peoma, nhưng đáng tiếc là bàn thắng đã không được công nhận khi ngoại binh của Hà Nội FC đã để bóng chạm tay trong tình huống trước đó. Khoảng thời gian giữa hiệp 2, các cầu thủ Hà Nội chủ động kiểm soát bóng chắc chắn và giảm nhịp độ trận đấu. Thế nhưng kế hoạch này của Hà Nội lại bị phá sản ở những phút cuối cùng. Phút 87, từ pha mất bóng của Quang Hải và đường chuyền sai của Văn Quyết, cầu thủ Kim Yu Song đã tung ra một cú sút xa bất ngờ từ ngoài vòng cấm, đánh bại nỗ lực cản phá của thủ thành Bùi Tiến Dũng. Bàn thắng của Kim Yu Song cũng đã ấn định tỷ số hòa 2-2 của trận đấu. Để đối thủ cầm chân một cách đáng tiếc, Hà Nội FC sẽ phải bước vào trận lượt về tại Bình Nhưỡng với bất lợi rất lớn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hãy chia sẻ ý kiến cá nhân của mình ở phần bình luận bên dưới video. Và đừng quên nhấn like và chia sẻ video để người thân và bạn bè cùng sống trong nhịp đập của một thể thao hấp dẫn nhất hành tinh. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ Bóng Đá 24 giờ nhé.